slash every day. Rất là nhiều bạn hỏi ấy, là một cái combo full topping dành cho AB đời mới sẽ bao gồm những gì. Thì hôm nay đây, nhân tiện hôm nay có một chiếc AB đem đến bên mình làm một combo từ full topping nha bạn, bao gồm là một quả bi Kenzo S500 Pro kết hợp đó là vòng 3D mà nó thủy đồ màu. Phía bên đây thì anh chủ xây không muốn để zin, không muốn để đèn zin nha, thì bên mình có tư vấn là làm một cái mắt Sharingan xoay theo cái mẫu mà anh chủ ưa thích đó. Cũng có vòng 3D mắt quỷ đồ màu luôn. Kèm theo đó là phía bên trên này là một bộ máy Audi i8 đổi màu quá điện thoại các bạn nha. Một combo rất là đẹp luôn. Và phía sau đây còn một cái đèn hậu A7 Pro nữa. Một lát nữa mình sẽ cho các bạn coi. Thì đối với cái combo này mà lên xe này, các bạn nhìn nó rất là hài hòa và rất là đẹp đó. Rồi và bây giờ mình sẽ đổi màu phía bên trong mắt quỷ này để cho các bạn cùng theo dõi nha. Đây, mình sẽ có một cái app đó. Khi các bạn tải app này về, các bạn có thể đổi rất là nhiều màu luôn. Rồi thì bây mình có thể đổi được rất là nhiều màu các bạn nha. Đây, ví dụ như màu đỏ này. Đây là app của nó đây. Rồi, màu xanh lá này, màu xanh dương này, màu trắng này. Hoặc là các bạn có thể quay trên cái vòng cái bánh xe nha. Đây, các bạn nhìn này. Đó, mình chạy, mình quay đến đâu nó đổi màu đến đó nha. Phối màu thấy rồi các bạn, rất là đẹp luôn. Rồi, các bạn không muốn để một màu đúng không? Thì các bạn chọn sang kiểu này. Đây, rất là nhiều kiểu. Nó sẽ chớp, ví dụ đây, nó chớp 7 màu nha, chớp flash 7 màu. Hoặc là nhảy. Nhảy 7 màu này. Đây. Rất là đẹp luôn. Vậy là mình đã giới thiệu sơ bộ qua về phía bên dưới này rồi nha. Tiếp tục về phía bên trên này là một bộ máy. Đây là bộ máy Audi i8 đổi màu qua điện thoại luôn. Đây, đây là app của nó đây. Đây, các bạn có thể theo dõi, đây là app của nó. Đó. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ vào app này. Rồi. Các bạn lưu ý là bật giùm mình, thứ nhất là vị trí và thứ hai là Bluetooth. Bật hai cái chức năng đó của điện thoại lên nha. Đây, và Bluetooth và vị trí lên. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ vào Winner X này và để Mi V2. Đó, app sẽ tự động kết nối. Và đây là giao diện của app nha. Nó rất là nhiều kiểu luôn. Đây là Mi này, cái màu đỏ này, xanh lá này, xanh dương này. Rất là nhiều màu luôn. Đó, mình sẽ lượt qua từng màu cho các bạn coi. Hoặc là các bạn quay trên miếng răng ở đây để phối màu. Cũng y chang như là mắt quỷ đổi màu phía bên dưới đây luôn. Và đặc biệt một cái nữa, đó là các bạn có thể đổi mỗi bên một màu. Đó, mỗi bên một màu nha. Đây, rất là đẹp luôn. Cái thứ hai đó là hiệu ứng của nó. Có tất cả là 9 hiệu ứng để cho các bạn chọn. Bây giờ mình sẽ lướt qua từng hiệu ứng một để cho các bạn coi này. Rất là nhiều kiểu, rất là đẹp luôn. Đây, rồi. Chính này. Rất là đẹp luôn nha. Và điều đặc biệt là cái bộ Mỹ i8 này có tích hợp cả xi nhan các bạn nha. Đây. Đó, có tích hợp cả xi nhan luôn. Và xi nhan này các bạn có thể đổi màu luôn. Đó, đổi màu luôn nha. Rồi, ok. Vậy là mình đã giới thiệu xong về phần phía trước của chiếc AB160 này. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ ra phần đằng sau. Đằng sau còn một bộ đèn hậu A7 Pro nữa. Rồi và đây là bộ Audi A7 Pro lên cho đèn hậu của AB đời mới nha.
từ các dòng 125 này, 150 và 160 đều lên được hết các bạn nha. Và đây mình sẽ cho các bạn xem là hiệu ứng trào của nó. Đây. Đối với đèn hậu A7 Pro này á thì là đề mi sẽ là đề mi trắng, xi nhan là xi nhan vàng. Rất là đẹp luôn. Rồi các bạn đợi một xíu mình sẽ cho con xi nhan. Đây xi nhan của nó này. Đây, bút chạy. Chớp theo cùng xi nhan zin. Rất đẹp luôn nha. Phía bên này cũng vậy này. Và đặc biệt ở chỗ là mình vẫn giữ được cái đèn stop phía dưới như zin. Đây, như zin luôn nha. Lật. Rồi ok, đối với combo full topping cho AB này, nếu bạn nào muốn làm thì vui lòng gọi đến số hotline ở trên phần mô tả, tới trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ là 150 Hoàng Tám, thành phố Buôn Ma Thuột. Rồi, cảm ơn các bạn thật nhiều.